Chapter 5, Contracts, Part 1. OK? Đây là Chapter 5, chúng ta đang nói đến một cái lĩnh vực khác ở trong ngành Real Estate. Cái Chapter 5 này nói đến về Contracts. À, chúng ta đã học một cái Contract rồi, một cái Agreement rồi. Là Chapter 4 của chúng ta đó, là cái Listing Agreement đó, okay, giữa người cái okay, Broker và người Listing Air. Agent đó để list căn nhà của người seller lên bán đó thì họ phải sign cái contract họ phải ngồi xuống đi sit với nhau OK giữa seller and người uh, listing agent rồi sau đó họ ký up với cái cái contract nó gọi là listing agreement chúng ta nên nhớ cái chữ contract hay chữ gì nữa uh, agreement nó là một khi nó trở thành agreement hay là contract lúc đó là có signature của hai bên hai bên parties bên seller và bên À, gì đó gọi là listing agent hai bên đồng ý ký vào contract đó những cái điều ở trong contract đó phải được thực thi hành nghĩa là những cái điều trong đó promise to do promise not to do something like that ok những thứ đó là nó build thành ra contract là hai bên đã negotiate với nhau từng vấn đề một ở trong đó rồi và được list ra rõ ràng hai bên đồng ý với nhau rồi thì họ mới sign contract đó và cái bây giờ trở thành contract ok và cái cái, cái listing agreement là cái contract để mà list căn nhà đem lên trẻ thị trên MLS để bán ra thị trường Thì bây giờ chúng ta học một cái chapter số 5 đây một cái loại contract đặc biệt mà rất là quan trọng cho cái người agent, real estate agent Vì đây là cái contract rất là lớn là contract, đây là cái offer đó quý vị Cái hợp đồng offer là cái cái offer mà do người buyer, người mua nhà họ make, họ make decision, họ quyết định là to make an offer thì họ phải fill out một cái offer đó một cái form đó rất là dài, nó nhiều lắm nó dài lắm, nó đến khoảng 90 trang lần cái việc ok thì họ phải fill out cái offer đó và cái offer đó khi mà gửi qua cho cái người seller seller phải review tất cả mọi thứ và seller thấy tất cả những điều kiện đặt ra trong cái của người offer trả giá đó họ đặt ra những điều kiện trong đó và seller đồng ý đó thì họ mới ký vào trong cái 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 offer đó khi họ ký vào cái, cái chỗ mà seller ký tên vô là hãy accept cái cái offer đó À, accept offer đó thì nó trở thành ra một cái agreement nó gọi là offer contract hay nó còn gọi là gì purchase agreement to join escrow instruction để đưa vào trong escrow ok thì chỗ này chúng ta học rất là nhiều chi tiết trong này và kiến thức của cái người agent phải nằm ở trong cái contract này quý vị nằm trong cái purchase agreement to join escrow này và tất cả những điều đó bắt buộc cái người buyer phải thi hành từng điều kiện một và người seller thứ cả hai bên đều phải ok thì hành tất cả mọi điều kiện mọi sự That must to studio drama not to do hay là những điều kiện trong đó tất cả hai bên đã sẵn thảo với nhau negotiate với nhau rồi họ end up cho trên cái một cái cái contract và hai bên đồng ý ký vào đó thì lúc bây giờ nó trở thành ra một cái first agreement ok và nó được đưa vào trong escrow escrow sẽ xuất tiến công việc kế đó và thi hành cái contract đó thưa quý vị cho lãnh vực uh, chapter số 4 chúng ta sẽ chapter, chapter 4 we talk about listing agreement nói về một cái contract đặc biệt gì? cho listing căn nhà lên thị trường giữa yes. ok giữa yeah. giữa cái người listing agent và người seller thì bây giờ chapter 5 nói về cái purchase agreement là contract hợp đồng để mua nhà thì purchase agreement hay là can hay là offer contract hay là ok hay là cái contract đó là được ký bởi ai được ký bởi người buyer and người người seller đó là hai bên một bên người bán và một người mua ok họ đồng ý với tất cả những điều kiện họ đã đưa ra và giá tiền của căn nhà đó thì nếu hai bên đồng ý và ký tên vào rồi thì nó sẽ trở thành từ cái offer trở thành một cái purchase agreement purchase contract là cái hợp đồng purchase đó purchase agreement là mua bán đó thì purchase agreement đó để to choi to choi là để để đưa vào trong cái escrow ok to choi escrow instruction để đưa vào cái cái, cái hợp đồng của escrow đó ok thì mình nắm vững chỗ này bây giờ mình qua cái trang trở lại cuốn sách của mình đi để mình đi theo sách sách để sau này cái vị ôn cho dễ dàng thì mình trở lại đây vì tôi sẽ đưa vào trong cái slide show ở đây cho vị thấy nhá yeah. ok bây giờ đi vào đây mình sẽ thấy contract in general đây là cái ý niệm cái cái definition in general definition cho một cái contract không nhất thiết của real estate contract contract nào cũng vậy thôi Yeah. thì nói ở đây rõ ràng trong này người ta có cái definition contract là cái agreement là sự đồng ý, sự đồng thuận, sự đồng ý to do or not to do on certain act or services. có nghĩa là nó sau khi hai bên là cái 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 hai bên à, hai cái party đó đứng trên đó hai bên đều có bàn cả, đều có thảo luận với nhau hai bên phải come up với từng cái step một những điều kiện cần phải có hai bên đã bàn thảo với nhau rồi thì nó tạo thành một cái agreement khi nói đến agreement là cả hai bên đồng thuận tất cả những điều đã được liệt kê ra những điều kiện đã được liệt kê ra chứ điều nó chưa được ok những thứ đó là ok phải làm những cái được cấm không được làm chẳng hạn như vậy thì tất cả những thứ đó đã được list ra từng step by step ở trong cái cái và đưa đến sự agreement là hai bên đồng thuận không có gì sửa đổi nữa và khi mà ký tên vào Paris bên này một bên hai bên đứng ra đại diện thì ký tên vào trong đó thì nó trở thành ra một cái agreement nó là contract ở agreement và lúc đó không còn sửa đổi được nữa nó sửa đổi hai bên phải thả, cái họp lại và sẵn thảo ra nữa và phải uh, bàn luận lại lần nữa để mà mới sửa đổi được nhưng cả hai bên đồng ý sửa đổi chỗ nào thì hai bên phải được bàn thảo lại và chứ không phải là tự ý sửa được đâu khi đã hai bên đã ký và trong đó rồi thì đương nhiên nó trở thành cái agreement là không được sửa với điều kiện khi muốn sửa cái gì đó phải có sự đồng thuận của hai bên của bên uh, party one party two ok đó là cái general contract thì tám tắc là definition của cái contract là thật sự agreement to do or not to do ok a certain act or services đó điểm nắm được vấn ở chỗ đó nhé ok bây giờ mình thấy nè À, xuống đây nó có cái chữ nữa, trong này nó có những cái chữ express contract là cái gì? Implied contract là cái gì? Mình học bên phải đó, nhưng này mình thấy. Ok. Đây anh nói này, express contract là an agreement make easier orally or in writing. Ok. Orally có thể có, nhưng mà in real estate họ không cho orally. Mà họ nói real estate thì bắt buộc phải in writing, phải có văn bản chứ không có bằng cái lời hứa được. Thì cái loại đó ta nói an agreement là sự đồng ý. Make easier Ok, tất cả mọi sự đồng ý đó được make easier by orally hay là in writing. Đó là cái đã, đã định nghĩa như vậy. Nhưng mà nên nhớ trong real estate bắt buộc cái agreement phải in writing. Nằm chỗ đó. Example, listing, deposit receipt, ly okay, cái agreement những thứ đó, ok. Rồi, im contract là cái gì? Not you in real estate không có trong real estate. Nhưng mà cái này nó gọi là agreement you make by act to conduct rather than by word. Ok. Còn trên kia thì cái expression by word để đánh máy vô. Ok. Dù hứa là dù phải make down payment. You trả mất dù to make a down payment. Ok. Uh, after three days. Uh, ok. Uh, I sign the, access. okay. uh, the seller accept the contract. Ok. Chẳng thẳng như vậy. Ok. Thì, thí dụ như vậy. Thì họ phải có bao nhiêu ngày nữa. You have a 21 day after the accept contract. Ok thì 21 thứ you have to come up with a loan, okay? đó là điều mình cái troublesome như vậy to do, okay? còn bin 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 seller, troublesome to do something, you have to do some kind of investment control, termite control, you have to check out, you have to fill out, okay? tất cả những disclosure, tất cả information in cái cái property đó, okay? và cái những thứ đó, những cái troublesome đó nó nằm trong contract. thì bây giờ implied đây đó, người ta nói rằng là not you interested cái okay, an agreement sẽ đồng ý emit by act ha, by act là cái gì và hành động gì and conduct rather than by word không phải giống by word kia là làm cái phần bản còn cái by act đây là nó hành động nó xảy ra liền thức khác thí dụ cái vị chạy ra ngoài à ok tìm cái vị mua một cái bình sữa tươi về uống thì cái vị mua cái bình sữa tươi đó nó để trên giá trên đó là hai đồng 30. mươi ok hai là đó là sẽ Thí dụ như vậy 2 50 cent nó cho dễ dàng đúng giá hơn. 2 50 for cái cái một cái cái cái, gallon of milk đó. Okay. Thì bây giờ cái bây giờ mình đem tới mình đưa cho các anh chẳng cashier. Cashier đó là cái sự gọi là imply contract nghĩa là ok you agree to buy a, gallon of milk. Rồi ok and you agree to pay 250. Thì bên kia họ collect cái $2.50 Ok. Là 2 50 cho cái gallon of milk thì cái đó là cái sự bày ác yeah, cái ác là mình đã ác to buy to agree có nghĩa là hiểu ngầm agree to buy cái ok cái gallon of milk đó với cái two dollar fifty cent là sự đó là cái đó là implied contract và cái đó khi họ đưa ra cashier thì cashier ok you, nếu mà you buy cái gallon of milk này thì you have to pay two dollar fifty cent ok cái đó là cái implied contract nó khác với cái ở trên cái fresh and fresh and fresh ok uh, ok I will offer cái ok cái 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 cái, cái, property price là one million dollars chẳng hạn như vậy ok cái đó là cái những cái đó là viết ra rõ ràng cái giá kiểu ok I will make the twenty percent down payment ok I will make a deposit ok những thứ đó họ sẽ list ra tất cả những thứ đó là bao nhiêu tiền ok rồi họ cần nói nữa ok bên seller phải làm cái gì họ phải list ra tất cả ok bên ba phải làm những cái gì ok tất cả phải ra tất cả hai bên phải bàn thảo với nhau để đưa đến sự ok mutual agreement đó chữ mutual agreement để rồi phải ký contract cái đó là fresh contract còn cái implied contract nó không có trong real estate nhưng mà phải học được chữ đó và chữ bilateral ok bilateral contract đây là cái loại contract mà có two party nghĩa là có hai bên đứng tên a Thomas made by one party in a chain for the Thomas of another party. Thì các nghĩa là, là ok, you Thomas, ok, to do something, và bên kia cũng phải Thomas to do something, ok. Bên này Thomas, bên sau đó hai Thomas, họ phải lo vấn đề termite control, họ phải lo cái infection control đó, họ phải lo vấn đề mà, ok, uh, tất cả những thứ gì ready, ok, sẵn sàng cho cái 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 cuộc mua bán này thì bên bài uh, cũng vậy họ phải lo vấn đề tiền bạc họ phải lo vấn đề 20% down họ phải lo cái chất thì bao bao nhiêu họ phải lo vấn đề là cái 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 cái, cái tiền mượn loan là bao nhiêu tất cả hai bên đều phải uh, có kế okay, phải thi hành hết okay. bên này trách nhiệm của người seller phải được list ra và được discuss với người buyer cả hai đều come up with a mutual agreement cũng vậy bên cái người buyer cái price cái 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 cái, cái current price của property đó cũng vậy thôi và ok và họ cái down phi là bao nhiêu và cái finance của họ là họ mượn loan đâu như thế là bao như họ phải có sẵn sàng hai bên phải trao mất cho nhau cuối cùng họ được kết lại là đồng ý hai bên họ sai trên đó thì bilateral là cả hai bên phải có hai bên còn unilateral contract loại này không phải là hai bên được ký vào một okay, cái contract chỉ có một bên này. à uni là one ok nhớ chỗ đó dùm lateral Attract to act to act ok by only one party ok, chỉ một bên trong cái, cái, cái trong đó thôi thì cái loại đó thế nào thí dụ như một người uh, dẫn một con chó cỡ đi ra chơi con chó ở nhà mình đi ra dạo công viên tự nhiên nó mất nó biến mất cái bài chạy rồi nó, nó, trốn đời mất không thấy và họ tìm hỏi không ra thì họ làm một cái yêu nó một tờ giấy đó reward ok họ dán trên cái cây chỗ gần gần đó họ nói là họ chụp hình con chó họ nói cho họ đang mất con chó vào ngày nào giờ nào ở trong khu vực này If somebody found my dog, okay. I will reward you, okay, dollars. Thì cái đó là cái unilateral chỉ có nơi ông chủ thôi, ông ký tên vô với bằng chứng rõ ràng ông viết trên cái unilateral contract là bởi ông với cái ông chủ con chó đó và ông có sai cái name cộng gì đó, như vậy chỉ có mình ông thôi thì đó được gọi là unilateral. Okay? You find your dog, I will pay you a reward $500. Đó, để mình thấy được như vậy, nhé. Rõ ràng ra hớp. Ok. Rồi. Đó là cái phần mình mở lại qua bên cái trang bên chỗ um, 2, 113. 113. Turn Ok. Rồi tới cái chỗ mà classification of contracts. Ở đây. Để classification đây nó sẽ nói về cái gì trong này. Ok. Mình sẽ thấy trong này. Nó nói những cái điều Valid contract. Voidable contract. And void. Unenforceable. Wow, we have a four different okay, type up the contract in here, mình có bốn loại contract different okay, you have to know that khi mình nói đến contract, we have to know we have a four different one okay, not only one okay, you have to remember that okay, thứ nhất là valid contract là okay, contract that is binding and enforceable in the code of law, valid this contract the contract will bill okay, It, okay under the law ok rõ ràng ok the contract đó có thể enforceable có nghĩa là nó có thể thi hành được ok nó sẽ execute được nó sẽ perform easy under the law comply with the law ok so that's a valid contract đầu tiên phải check the valid contract là me sooner nó review cái contract under the law permit ok permission okay you cannot violate the law you cannot build under the illegal law okay you are in trouble okay so that it become valid contract the contract have to comply with the law okay and for civil. that means you can perform all the condition in the contract easy okay because the okay they be, to your law they comply to your law okay rồi cái chuyện đó easy không có gì khó voidable, voidable contract voidable contract right here valid on its face. But one or more party may reject it. Okay? So the contract right here. At the beginning not a valid contract, not in draft with the contract. No and okay, and for not a full form, easy. Okay? But in the middle of the contract during the processing, during the performance, some of the item in the contract may be caused by the okay, the party or the party có nghĩa là cái 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 một vài điều trong đó nó có thể xảy ra làm cho uh, cái Ví dụ trái luật trong đó họ khám phá có một vài điều không có đúng luật ok illegal ví dụ như vậy hay là họ làm những cái điều hai bên phơ cái người trong lúc during the performance đó thì cái người một trong những người mà làm thi hành cái công tác đó họ làm những cái điều nó không có đúng ok nó sai đi và nó trở thành ra voidable contract tại vì can nó continue cannot perform, continue to perform the contract. So the contract may reject it, okay? Okay. A more party may reject it, okay? Đó là voidable. The contract at the beginning, nhớ, ở phía trên là valid contract. Nhưng mà in the middle of performance, during the, in the processing, in the during the, process, okay? Cái contract đó nó bị stuck bởi one or two step, but có thể caused by cái okay, create by cái illegal, performance. có thể là um, lý do là do cái, cái 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 một cái party bên kia họ không thi hành đúng chính xác, cho nên nó phải start the can nó cần thi nhiều thì nó trở thành là void contract. OK, đó là điều mình thấy được như vậy. Còn chữ void, void đây là các vị thấy, OK, void đây là cái contract là illegal contract at the beginning. You cannot do anything. When you check the contract, you see that is an illegal contract. Because beyond whatever you see in the contract, you see some illegal okay, item in there. Then you say, this is void. Okay, you cannot do anything. No, we don't waste time, uh, any time okay, to work on this contract. Because they, uh, some of the items that they, they, are illegal, cannot perform, cannot, uh, you call it unenforceable, okay. So void, no contract exists. Therefore, no right are enforceable. We call unenforceable. okay, no right to enforceable because it is illegal. Okay, contract. Nắm vững cho đó. Và cái thứ chắc nữa là unenforceable nghĩa là cannot perform. Okay, cannot perform là không có thể nào thi hành được. Okay, the contract cannot be through or sued upon. Okay, okay vậy là cái contract này nó không thể là thi hành được vì nó vì lý do gì đó trong contract đó mà nó stuck ok có thể là cái người party một cái đối tượng bên đối tác bên kia họ họ cancel họ walk out họ là không muốn perform họ muốn dừng họ muốn stop cái contract này bất cứ cái gì thì nó tạo ra impossible ok ok go back to, ok to the uh, contract we have a valid contract voidable contract void contract unenforceable okay you have to yeah, i have to read okay the book real clear right there on the face 115 okay dễ yeah, dàng yeah, không có gì khó cả ở trong đó phải không rồi quý vị qua bên cái chỗ, qua đây quý vị sẽ thấy cái okay, express contract mình đã giải nghĩa rồi cái okay, express contract này ở đây là cái gì ok express contract là contract just express with word ok word is oral or written and it refer up for the up following listing contract have to be in writing ok because in in real estate ok field ok all the contract must be in writing những cái lĩnh vực khác những cái uh, okay in, the, những cái loại khác bên có thể bên là lawyer bên những cái loại khác bên luật bên gì đó tôi không biết cái vị làm ăn cái việc ký tên là Thomas được rồi có thể bay verbally được rồi nhưng mà in real estate bắt buộc in writing you guys have to remember that ok first agreement ok listing giống như listing agreement that's the one ok the agreement from the ok the listing broker or uh, listing agent with the seller to list The seller house, okay, and uh, put on the MLS, okay, put on the market, so everybody can search through the MLS, okay, to find a house for the buyer. Cái đó là điều mình hiểu rõ như vậy nhé. Purchase agreement là cái cái, cái cái contract mình đang học ở trong cái chapter 5, okay. Purchase agreement right here is a, the offer, an offer, okay, đã được accept, okay, it accepted buy the seller. So seller, seller sign in the offer and with the buyer's signature in there, they build cái, cái offer đó trở thành ra purchase agreement là cái contract về mua bán đó. Contract kia là listing căn nhà đã ra. Mà contract for purchase agreement là contract để mà tạo ra cái transaction. Ok, estate transaction là một cuộc mua bán đó. Hoặc là cái, cái 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 cái, một cái contract một cái contract hay một cái agreement về cái lease là hợp đồng cho thuê mướn cái gì nó gọi là lease agreement, lease contract cũng vậy thôi. Là giữa cái người landlord là người cho thuê, and cái người thuê là người tenant. Thì cả hai người đó cũng phải build một cái contract. Sit down and discuss and negotiate, okay? Uh, and come up with a mutual agreement and sign a lease contract, a lease agreement, okay? Thì đó là cái lease agreement. Thì rõ ràng chỗ đó không quý vị? Ok. Thì vọng quý vị hiểu rõ. Ok. you can understand everything. Ok, you clear right here. okay. Rồi. Bây giờ nào. Mình sẽ đi qua một phần nữa ở đây. Mình xem cái phrase được rồi gì. Mình xem cái gì nó imply. Mình đã nói rồi. contract mình đã nói nãy rồi. Tôi đi nhanh thôi. Okay, It creates when the agreement is made by act and conduct implication rather than word. Okay, Nghĩa là cái này nó chỉ. Ok. Cái contract này create by act. Ok. i mình mean, I give you an example already. okay. You go out to the market by um, okay, bag of meal something it costs like two twenty two twenty five cent or something like that or two dollar and fifty cent okay that is an act if I buy that bag of meal I agree okay okay to pay two dollar and fifty cent to the cashier so that's the one okay cái cái cái, cái implied contract này không có được sử dụng trong real estate okay mình thấy rõ ràng như vậy bilateral mình nói rồi, ok. Đó là cái bilateral là contract represented by both buyer, à, xin lỗi, by both parties, ok. À, có hai người trong cái in contract we have, a, there are two different parties, ok, to sign in the contract. Ok, it make when one party make a promise, it a change for the promise of another party, ok. Sell and buyer, ví dụ như vậy, ok. Uh, contract, that's a contract. Maybe lawyer, And his client is gonna sign a contract too, okay? Okay. Bilateral I mean two. Okay, by mean two, okay? Two party. Only we talked about that earlier. Unilateral only mean one. Okay, only one person sign on that contract. Remember, I give you an example, okay? He makes when one party makes a promise for an, another. Okay, the guy lost his uh, dog it dark when he walked in the dark, okay? Um, to, in the park, and then he came up with a unilateral contract with a reward. If somebody found my dog, here, okay, I will reward you $500. And he signed his name under there. Okay? So that is a unilateral contract. Mình nói vương đó không? Okay? À, dễ dàng không có gì khó cậu. Cả phải không? Okay. Bây giờ nào, mình tới cái qua phần bên này. Nó gọi là cái gì? À, bên này nó gọi một trong này. Nó là classification of contract. Mình học rồi. Valid contract is abiding and enforceable. Giác thiệt. Everything, okay, comply to your law and everything enforceable uh, can perform all the condition, all the terms to do, all the terms not to do. In the contract, everything and okay, enforceable, okay. Okay. Voidable, that means can be affirmed or rejected as the option of the party. That means voidable, okay, maybe something wrong later on. At the beginning, okay, the contract is valid contract, but later on, okay, caused by somehow, okay, caused by another party, okay, party quit, I don't want to do it. I don't want, I want to stop, okay, I don't want to do anything anymore in the contract, and they cut it, okay, the contract cannot continue. So that we call, call what? Voidable contract. Void contract. The contract at the beginning is yes, illegal contract. Okay, it contains all the item, all the terms to do, terms not to do. Okay, all those stuff are illegal. Somehow we review the contract. with see that we have to void right away. Okay, okay, at, at the beginning. Okay, unenforceable. That means the contract cannot perform. Valid contract that for some reason cannot be enforced in court. Okay. Somehow, okay, you got unenforceable, Cannot continue, okay, you got that, right there. Now, we talk about line of contract, okay. Line of contract, you go to the phase 116, ở đây. Thì mình thấy there are three phases. Negotiation, chắc mình có sự bàn luận với nhau. Có sự, okay, uh, gì đó, uh, thảo luận với nhau, okay. Để mà tìm hai người, hai bên, hai cái party đó phải hai bên phải tìm ra một cái mẫu số chung để mà come up với cái agreement cái okay, hai bên bàn thảo trả giá với nhau negotiate với nhau đó ok rồi cái not yet performed ok thì nó các cái nói đây cái rõ ràng live contract là cái một cái contract cái, cái phần chính contract là nó có cái phần negotiation đó là có phần bàn thuận đã được bàn bàn thuận uh, bàn luận với nhau tất cả mọi vấn đề trong contract rồi hai bên đã đồng ý với nhau rồi rồi không còn tiền không cần không còn phải sửa đổi gì nữa nó sẽ được perform những contract mới mới là contract chưa thi hành tại những cái trau studio trau Not nó chưa chưa được thi hành ok mới là contract mới sai vào paper tôi chưa ký ở contract các contract các sai được ok sell and buy ok còn nếu mình get in the contract and perform on the condition in the contract thì nó trở thành là completion khi mình làm mình finish A to Z ok in the contract thì contract nó trở thành completion là hoàn tất nếu mọi điều ở trong contract đã được thi hành đã được perform đầy đủ thì nó trở thành là completion như vậy nhớ nhé một cái live contract thì mình có cái trong đó nó chứa tất cả những cái negotiation ở trong đó có sự bằng bàn thảo với nhau hết rồi tất cả mọi điều trong đó đã được thảo luận họp hành cãi qua cãi lại làm gì không cần biết cuối cùng hai bên đồng ý với cái trong đó được, tất cả mọi điều đã được đồng ý rồi. Thứ hai, not yet for firm, nghĩa là chưa, mới xong rồi, mới ký tên vô thôi chứ, chứ. Mới vừa ký xong mà nói làm sao mà xong được. Nó làm sao tự nhiên nó xảy ra được. Thì tất cả những cái, I to do, I not to do, những điều kiện trong đó, những conditioning trong đó, là you, I okay ok, come up with one million dollars, ok. Ok, you say you, I you can make a down payment of twenty percent, two hundred thousand dollars, and you have to borrow from the lender eight hundred thousand dollars, make sure you have a tax, ok, ok. Come up with the right tie, okay? And then you tell us to make a, a check the buses, how much is it? Okay? Go on the other side, okay? Take the seller, tell us to do, okay? Check the uh, infection control, whatever, termite control, you have to do that, okay? And uh, you tell us to, okay? Uh, to do what? Okay? Uh, do the, um, make sure you, uh, you tell us to do like, uh, clean up everything in the title, make sure I can have a title on tie. Ok, title thôi đó và cái chủ quyền đó cái vị họ mới chưa cái người seller phải làm tất cả mọi thứ bao nhiêu giấy tờ bên seller ok rồi những cái thứ cần sửa chữa do trong mắt fix this first thì những cái người seller cần phải sửa chữa cái gì đó nó cần có nếu mà có đặt 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 ở trong cái hợp đồng nếu mà phút những cái điều kiện đó into the contract thì họ phải perform và họ phải hoàn tất những thứ đó thì trong thời gian đó, nó có thể kéo dài 45 days. That's why when we sign the contract, nó bị nó trở thành ra một cái first the agreement to join astro instruction thì cái astro instruction thì đó là astro we handle the contract ok và astro will make sure both side, seller and buyer have to okay go through the step by step in the contract okay all the condition okay and seller will check that one okay until you finish all the condition in the contract okay Then that's the one you call condition. You perform all the condition in the contract, all the item in the contract, all the terms to do, terms not to do in the contract. Okay? you nắm được cái đó. Okay? Vẫn vàng ở trong này. Thì nó giảng nghĩa ở đây bên này bên phải vì ở đây vì thế line up the contract, negotiation period, I already talked to you, creation the contract, buy and sell and discuss possibility of the contract, if there is mutual interest, an an, an offer, Offer have several offer are made. Okay, the phase two, the performance tie between accept deposit receipt and closing escrow. Okay, escrow can close if you did Okay, if the contract did not have the fully performed. Okay, you have to perform all the conditions in the, in the contract. Then escrow can close escrow. Okay, frame number three, completed performance. The contract has been executed. that means fully executed, hundred percent executed. Okay, that it called uh, complete fulfillment. Executory, okay, we a these legal agreement, the provision of the wish, okay, which has uh, yet to be complete fulfilled. Executory, it means the, the, the contract, okay, the agreement, the contract, the, the first is a reminder, we call an offer contract, not the like executory contract. Like everything can execute, wait for executing. Okay? Right, not executory. And if they go through the contract and they okay, perform all the conditions in the contract, we call young we without call executed a contract that has been either discharged of performed. có nghĩa là contract đã bị terminate hay là contract đã, đã được full performed thì gọi là executed the contract nghĩa contract đã đã được hoàn tất okay executed, that mean to sign a contract okay easy right execution the act of firm, uh, performing or carrying out the contract That mean you have to okay execute you have to act on whatever In the contract, uh, okay, and the promising to do, uh, promising not to do, you have to, have to have execution, step by step, you're going through. You have a process, okay? So, execution, okay. oh uh, you know, okay. <laughs> Oh, nó go through mấy cái này cho mình thấy uh, chi tiết ra. Occur, okay. Negotiation occur before the contract have been struck. Okay. Là, like, okay. Như, đã đó, nó đó là xảy ra. Before the contract have been struck. Okay. tất cả những cái negotiation phải được xảy ra. Phải được bàn thảo, phải được discuss. Okay. Phải đi được negotiation. Okay. Để mà nó come up với cái mutual agreement between both parties. Okay. Seller and buyer, ví dụ như vậy. Okay. You, I have to remember that. Party discuss the possibility of the contract. Yeah, high been, high been, Seller and buyer. We talk about the real estate. Seller and buyer discuss. Okay, and come up with a mutual agreement. Okay, something possibility. The agreement between seller and buyer. An offer you make. Okay. OK, offer image cái nghĩa là gì? nghĩa là cái, cái 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 tất cả những điều họ discuss với nhau họ, họ build thành ra một cái offer image. cái Lúc đó bây giờ seller sai cái cái tên vào trong cái offer đó, giấy tờ offer đó, cái bay họ đã sai từ đầu rồi họ make offer. OK, thì đó là điều mình thấy được. Possible addition offer and counter offer. Cái này oh different thing. OK, possible additional offer and counter offer. What do you mean possible? additional offer and counter offer. Có thể người, one of our người buyer make an offer. You mean but seller? They say, well, I think okay, you have to raise the price a little bit, okay? Okay, thí dụ như là one million dollar house, okay? Hello, okay? And the buyer, the seller want to sell the property with 1 million dollars, and the, offer, the, the buyer make an offer, say I want to buy that house nine hundred k. $50,000. And the sellers, okay, they may go back, they can make okay, they may go back to the buyer. They say, well, okay, why don't you raise your price? I will sell, okay, just half for you, $975,000. That means that is a counter offer. Okay, why don't you make a brand new offer with $975,000? Which are the condition?" Yeah, okay. I'm happy whatever you say, uh, okay, in detail. You want to keep whatever. Or uh, you want to, okay. I'm a realtor, but you have to bump your price up 975. Just pay for me. I will sell the property to you with, okay, 975k. thì dụ như vậy. Thì cái, cái người, cái người mà buyer đó, họ phải làm lại cái brand new offer, gọi là counter offer đó, brand new offer đó. Họ làm cái offer với 975,000 dollars họ sẽ submit cái offer lại cho cái người seller người seller say oh, ok very good okay. họ sẽ accept cái offer đó nhưng mà before người ta làm cái offer này em được seventy five thousand dollar đó họ cũng cái okay họ cũng nói chuyện với người agent qua lại để agent có thể trả giá ok okay họ làm cái offer thấp hơn chút hay là cao hơn chút nhưng mà cái người seller muốn là sell cái cái, cái property của họ với 575k okay thì đương nhiên ok nếu người ta muốn mua thì phải submit cái đó cho họ nhé đó là điểm thấy được như vậy ok à, sau khi chúng ta đã có cái counter offer rồi thì chúng ta sẽ thấy cái offer phải được accepted yes accepted by all parties có nghĩa là cái offer đó được signed by the seller and the buy bạn bài gì buyer nghĩa là cả hai bên seller và buyer phải đồng ý ok phải agree cái cái mutual agreement trên tất cả những cái condition những cái trauma to do những cái trauma not to do ở trong cái, cái 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 offer đó nghĩa là hai bên đã đọc hết dược xét đã đã bàn qua đoạn lại đã có vấn đề negotiation rồi nghĩa là bàn thảo với nhau rồi cuối cùng đưa đến cái mutual agreement hai bên đồng ý và ký vào trong cái đó thì cái đó được gọi offer is accepted by all parties giữa okay. như buyer and seller và sau khi được accept cái offer đó tự động nó trở thành ra cái gì? Cái contract is created Nghĩa là contract được create ngay sau khi có chữ ký của người seller và người buyer trong cái offer đó. Okay. Và cái contract hay còn gọi là cái agreement này đó thì nó mang cái tên cho cái vấn đề offer này thì nó gọi là purchase agreement to choice escrow instruction. Okay thì đó là cái phần chót của trong cái negotiation này của mình ở đây thì mình sẽ thấy trong bằng đó thì bây giờ mình đi xem cái phần kế tiếp của mình ở đây ok Được rồi rồi à, tôi đi qua phần kế tiếp của mình đây sai thì nó nói cái escrow đó nó not yet perform mới chỉ ký xong nó mới trở thành ra trên giấy trắng mực đen đó là trên cái paperwork ok nó trên cái 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 cái, cái nó chưa nó là cái document nó chưa nó chỉ là cái agreement là tờ giấy hợp đồng thôi nó chưa thi hành gì hết thì nó gọi là not yet performed trong lúc ký xong chưa có nghĩa là xong ok còn bao nhiêu cái thứ giao ước giữa hai bên cái sự giao ước cái sự mà kho những cái covenant những cái condition những cái ok promising rồi đó những cái ok đó tất cả điều kiện trong đó chưa thi hành gì hết thì mới hoàn tất xong thì nó gọi là not yet performed the contract is in midstream and is an executory contract in which is the provision have yet to be completely performed. Có nghĩa là chỉ có mới đồng ý, mới ý ký trên hợp đồng thôi. Còn chưa perform, chưa thi hành gì hết. Chưa có bắt buộc phải chờ một thời gian thi hành hết tất cả những cái. Ok, yet to process. Tất cả những cái perform, tất cả những condition ở trong cái, cái promising, cái uh, covenant ở trong cái, 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 cái ở đó thì mới được coi là fully performed. Còn bây giờ chưa, mới tin. nhé yeah. Thì đó nó gọi là cái phase 2 mình trở lại trong cái cái phase number 116 đó mình sẽ thấy rõ hơn. Thì thấy nè, executory contract is a legal agreement, đó chỉ là một cái agreement legal, đúng với luật pháp mà thôi. The provision of which is have yet okay to be completely performed, nghĩa là chưa thi hành yet, chỉ mới là đồng ý với nhau trên trên giấy tờ thôi chứ chưa 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 xuất tiến chưa thi hành yet. Ok. A first agreement is executory until payment is made And the title is transfer. Tất cả những điều đó phải thi hành cho đến khi cái payment của người buyer phải payment, Fey pay on, ok? Là trả tiền cái tiền mua nhà và cho đến khi cái title là cái thẻ chủ quyền, cái title là cái 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 cái, cái thẻ chủ quyền của căn nhà đó được transfer qua người cái người mua nhà, từ người buyer, ok? Then it becomes secure. Khi mà đến cho đến trường hợp này đến khi chỗ đó thì đương nhiên là cái cái, cái agreement của mình cái 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 contract của mình hay là cái first agreement mình đã được fully execute thì mới xảy ra được là số tiền của người buyer được giao cho người seller and the seller phải giao chìa khóa cho người buyer và cái title thể chủ quyền cho căn nhà cái property của cho người buyer và người buyer là người bắt đầu nhận cái chìa khóa nhận cái title và họ mua in họ sống trên căn nhà đó người bằng người seller phải dọn ra ok chẳng hạn như vậy thì được gọi là lúc đó nó mới gọi là là fully executed hay đó gọi là executed là đã hoàn tất nhé yeah. ok rồi nó nói ở land contract may be executory for years nó trong cái land contract là cái một cũng là một cái loại gì một cái loại uh, ok nó uh, của mình nhưng mà cái loại đó thì nó phải take too long tại vì mình như mình hiểu rồi mình nhớ cái land contract là cái người sell là still họ uh, still keep cái cái gì cái uh, cái title của căn nhà của họ họ không giao cho cái người buyer họ có transfer cái title của người buyer cho đến khi người buyer pay off tất cả những cái nợ on cái cái debt ok in full người trả có thể họ kéo dài 15 năm chục năm ba chục năm fifteen year 30 year after giờ họ fully pay cái cái debt cho người seller thì người seller bắt đầu mới transfer cái title cho người buyer cho người buyer bây giờ buyer chính thức là cái người owner của căn nhà đó mà không nợ nần gì hết thì cái đó nói lên cái tác thích chú đó ok có thể cái rất là dài ok rồi an exclusive listing sign ok solely by an owner is an example of an express bilateral executory contract họ nói cái exclusive listing đó là cái cái được sai bởi solely by an owner là người chủ nhà làm cái example of express khi họ xa với người chủ nhà mà okay. và nghe listing agent đó được pilot, bilateral là một người đại diện là listing agent là người đứng ra listing căn nhà và các người seller là người ok ký vào trong đó ok họ cho họ mướn cái người họ à, ký cái 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 gì cái listing agreement nhớ không ở trong chapter 4 mình học nguyên chapter 4 về listing agreement tất cả mọi loại listing nhớ không? ở chỗ đó thì đó là cũng là một cái executory contract trong đó nó giao hẹn là ok open house như thế nào và mình quảng cáo thế nào giữa, người chủ nhà và cái người seller em người listing agent hãy phải negotiate để come up với cái price okay market price rồi come up với cái gì commission remember tất cả những thứ đó okay mình phải biết được ở trong cái chapter 4. nếu như không nắm vững những cái 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 tình trường cái 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 gì đó gọi là cái Uh, cái tình huống của listing á uh, chapter 4 nói hết tất cả về listing agreement mình học cho kỹ cái đó mình ôn lại để mình nắm hết tất cả inside out. tại khi when you go out mình trở thành người người listing người, người agent khi muốn list căn nhà cho một người seller mình phải hiểu everything ở trong cái chapter 4 mình phải phải write down okay step by step what will, what what will you do okay if you try to list the house from the seller thì mình phải biết step by step và uh, mình phải finish all cái đó nhớ không cái cái TDS transfer disclosure statement rồi mình là gì nữa Visual remember inspection rồi vấn đề của ông chủ nhà seller have to fill out the, cái thằng TDS rồi nó nói tất cả những điều đó ở trong chapter 4 all cái 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 condition tất cả những điều kiện all the information for cái listing agreement nằm ở trong chapter 4 cho nên các phải học kỹ chapter 4 chapter ok study in chapter 4 read the book ok watch the video để mình thấy được rõ ràng nếu không có không hiểu được nữa hỏi tôi tôi sẽ cố gắng ngồi xuống trả lời từng người một cũng sao cả ok rồi chúng ta nắm được chưa đó thì trong này nó nói trong đời phi là mình completion nếu mà mình nói đến cái phần mà gọi là next step đây đó sao not yet to perform và khi mình perform á thì nó sẽ đi qua cái chỗ condition nghĩa là tất cả những cái condition, tất cả những cái sinh tất cả những covenant, tất cả condition ở trong cái contract mà giữa người seller buyer đã đưa ra là được kê ra rồi và ký tên rồi thì những cái đó phải được complete, phải được perform, không thiếu một cái điều nào trong đó hết. Ok thì khi mình perform all cái condition tất cả điều kiện, tất cả những cái item ở trong cái 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 remain for Richard remain đó cái contract đó thì mới được gọi là completion tôi gian tiêu cái vị nếu cái vị không complete những điều trong đó bảo đảm cái ok cái never close nó không close tại vì còn nhiều điều chưa thi hành ok phải completion bây giờ trong đây quý mình nhìn thấy nè người ta nói ở trong này ok completion là gì occur xảy ra when the contract has been completed khi mà cái contract đã hoàn tất everything đã được executed đã được performed and extend until the statute of limitation run out. Tất cả mọi thứ phải đi qua cái statute limitation. Tất cả mọi thứ mọi đúng luật pháp run out. Okay. Execute contract là contract được thi hành everything ở trong cái contract đó, mọi điều trong contract được thi hành thì gọi là execute contract. Contract have been discharged or performed. Giờ contract đó đã, đã được okay, close tại vì nó đã hoàn tất hết rồi. Okay. Và hay là perform đã được hoàn perform nữa là một cái execute thì perform hết tất cả mọi điều trong đó rồi cho nên nó execute contract mình nắm ngay contract hay đi discharge or perform được mấy chữ đó chữ khó để ý chút xíu thì thấy ý nghĩa rõ ràng ở trong này không cần học nhiều nếu mà biết thì mình suy ra được nhé mình thấy trong đó rồi à, gì nữa không anh chạy vượt go back to gì phải ít one mình sẽ thấy hàng chữ màu xanh đó đã nói gì a contract to be performed is called executory một con mà cần phải thi hành những điều trong đó ok cần phải à, thực thi những điều trong đó nói theo tiếng việt thực thi những điều trong trong trong, trong cái cái, cái đó trong hợp đồng đó ở à, trong cái agreement đó thì được gọi là executory tại vì cái chữ executory cái vị phải hiểu rõ là cái hợp đồng đó là cái agreement đó nó có chứa nhiều phần cần phải executed cần phải performed chứ không thể tự nhiên ký là xong nhé phải có thi hành đúng đó A completely for form contract has been executed khi mà tất cả những cái điều ở trong cái cái contract được performed được executed executed được uh, uh, đã được thi hành hết tất cả thì được gọi là gì executed ok executed okay. ok đó là đã được thi hành hết tất cả mọi sự ok the contract is enforceable until the time to bring legal action has expired tất cả mọi điều trong contract thì nó được coi như là enforceable có thể thi hành được khả thi nhưng mà cho đến khi nó bị expire cái okay, những cái điều ở trong canh trác đó ví dụ như mình phải uh, mình phải uh, lo cái 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 cái, cái dụ như mượn loan chẳng hạn người bán, ấy, cái mượn loan thì họ có họ phát trên đó trong okay, cái trong contingency họ nó tránh đế thì trong tránh thứ quan đó họ phải ok finish on time họ phải ok complete cái cái loan đó on time chứ họ không thể late những cái thứ đó thì nó bị expire là coi chừng cái 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 agreement đó cái first agreement đó contract cái offer contract có thể bị bị breached nghĩa là bị đổ vỡ hợp đồng nhé cho nên những thứ đó nói chỉ còn chờ statute limitation nó có sự giới hạn nó có những điều hành trong đó nó có statute là nó có những cái 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 điều mà trong cái được giao ước trong cái contract đó nó có thời gian ấn định sau mấy ngày sau mấy ngày ngày nào ok tiền địa security deposit của họ cái check đó rải cái cái xin lỗi họ lấy họ, họ cái 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 deposit check đó là mấy ngày phải được giao cho Ok escrow, okay. à, như vậy chứ ví dụ như vậy và cái tiền mà gọi là down payment phải được trong mấy ngày phải ok đã cho escrow biết và đúng thời gian đó đã ghi rõ trong cái cái contract rồi thì phải được cho rõ ràng rồi sau đó cái loan của mình nữa phải được ok phải được approval trong trong vòng hai mấy bao nhiêu ngày đó mình xin 21 ngày 21 ngày phải finish cái, cái vấn đề loan processing và xong cái trust đi để mà báo cho cái SRO escrow để cho họ lo vấn đề và kế funding cái số tiền từ trên nhà băng nó funding xuống escrow escrow nắm giữ số tiền đó chẳng hạn tất cả đều ghi ngày tháng năm rõ ràng hết ngày và giờ luôn cái vị cho nên cái vị phải follow trong khi đã sai contract rồi hai bên đồng ý với nhau cái giờ và ngày đó rồi là không có thể nào mà sửa đổi muốn sửa đổi là một cái vấn đề khác ok vấn đề đó là phải xin phép bên này bên kia rồi phải fill out những cái addendum này kia để mà fill out xin modify nếu bên kia sao đây họ chịu ở bên bay họ chịu thì mới làm mới được họ mới cho gia hạn hay không hay là phải trả một cái lệ phí nào thì tất cả những cái đó ok có thể những cái penalty fee có thể có nếu mình nó lấy ok on cái time và cái date thì nó rất là quan trọng ở thì in cho cái, cái 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 contract in cái đó cho nên cái việc học in chapter 5 ở đây vì học cái phân tích rất là quan trọng trong những cái timing ok những cái interval time interval những cái ngày tháng năm mà được xét trong đó là bắt buộc phải theo đúng nếu mà trẻ là cái chuyện chúng ta bị penalty có thể bị mất cái cái điều như chơi và có thể là cái cái can đã bị đổ vỡ bị breached ok bị dismissed ok đó là điểm thiểu được như vậy Ok, ta nói trong này cho mình rõ ràng. Ở trong cái phần trên này, đọc mấy hàng chữ màu xanh để chúng ta kế okay, học kỹ thuộc lòng mấy chữ đó. Tại vì những cái đó là những cái trong đề thi người ta đã highlight cho mình bằng chữ màu xanh là mình biết đó rất là quan trọng. Thì mình chỉ để ý kỹ. Còn mấy chữ màu đen kia họ chỉ giới thiệu giải nghĩa rộng ra thôi nha. Yeah. Ok, à, phần này là cái gì qua cái terms used in the contract. In the contract ở đây thì đây là cái những cái danh từ chuyên môn dùng ở trong cái cái contract ở okay, cái trong cái hợp đồng trong cái agreement ok thì nó có chữ execute execute là year to sign a contract khi nó được execute là hai bên sell hai bên parties nghĩa là đóng vai trò trong vấn đề mua bán thì ở đây nó gọi là cái first agreement thì hai cái parties là bilateral đó hai bên ký vào contract là bên buyer and seller đồng ý ký vào trong cái contract này ok hai cái agreement này ok đó được gọi là execute ok còn cái loại là execution, execution là Is the act of performing, of or carrying out the contract. thì đó là cái act of performing or carrying out the contract. thì đó là cái lúc đó chúng ta phải được coi nó coi đó là những cái điều ở trong contract phải được thực thi, phải được thi hành và phải được perform, phải được execute. thì những thứ đó nó chưa execute nhưng mà cái nó nói rõ ràng contract này chứa đựng rất là nhiều điều kể okay. giao ước với nhau hay là promising và gì nữa uh, covenant và có những cái đâu đó phải được ok perform phải được executed phải được thi hành ok cho chưa thi hành chưa hết thì gọi là execution còn khi mà thi hành xong đó thì nó lại gọi là cái an executed contract is one that have ok is a been discharged offer form nghĩa là cái contract đó tất cả mọi điều giao ước ở trong contract tất cả những promising in the contract đã được thi hành đã được performed đã được executed ok đã được thi hành hết rồi thì được gọi là executed the contract vì trái nó ở ba tình trạng khác nhau tình trạng đầu tiên thì có ta cần sai contract để nó mới trở thành contract nếu không nó không trở thành cái agreement không phải contract thì được gọi là execute Okay, contract sau execution contract tự động nó biến thành execution contract là nó có những điều execution contract là trong contract bao gồm bao gồm nhiều thứ cần phải làm ok và tất cả những điều đó được thi hành những cái điều đó được perform được thì mới được coi là hoàn tất thì sau phần thứ ba giai đoạn thứ ba của nó đó là giai đoạn thứ ba là giai đoạn cuối đó là execute từ được contract tất cả mọi điều giao ước ở trong contract đã được thi hành ok is a one track has either been discharged or performed. Ok, như vậy thì ba điều đó phải thấy qua ba giai đoạn. Một cái contract muốn thành được contract là đi trải qua ba giai đoạn đó nhé. Ok, vì hiểu rõ chỗ này. Ok, chúng ta đi tiếp ở đây nữa, chúng ta đi qua bên phần kế tiếp đây là ok là cái phần này là phần thứ hai này là nó gọi là elements of the contract đây nói về những cái cấu trúc chính của cái contract của một cái agreement của một cái cái gì nữa cái uh, hợp đồng Ok thì đây là cái chúng ta để vào cái phần để qua phần số 2 thưa quý vị